Ngọc Bình vui mừng chào đón quý vị và các bạn, các cô chú anh chị em đang đến với chương trình livestream của Ngọc Bình vào lúc 20:30 trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, lời đầu tiên thì Ngọc Bình không quên gửi lời chúc đến toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi livestream có một sức khỏe thật là tốt, và chúng ta cùng nhau đón nhận những thông tin về Skyway, một trong những dự án hiện nay đang nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư cũng như là nhận được nhiều sự quan tâm của các phương tiện báo chí truyền thông của các nước trên toàn thế giới. Vâng, thì mình đã nhìn thấy. Xin chào anh Trịnh Trấn, xin chào em Nguyễn An, xin chào bạn Trần Nữ, cảm ơn em, xin chào em Hà Tiến. Vâng, để nhiều quý vị và các bạn đang quan tâm đến dự án Skyway, chúng ta có thể là tác thêm các nhà đầu tư của mình vào livestream này để chúng ta cùng nhau đến với câu chuyện của Skyway. Cũng như các bạn hãy không quên, nếu mà yêu mến mình, hãy chia sẻ livestream này trên các trang cá nhân cũng như là các group để tất cả cộng đồng của chúng ta cùng nhau biết đến một cơ hội để sở hữu cổ phần của một doanh nghiệp về giao thông vận tải thông minh đột phá 4.0 công nghệ giao thông Skyway. Vâng, xin chào chị Thủy Mai, xin chào em Minh Hậu, một trong những cổ đông của Skyway. Em Minh Hậu đang là một sinh viên mà đã có tầm nhìn rất là xa, đã sở hữu cổ phần Skyway. Xin chào bạn Duyên Nguyễn. Vâng, em chào anh Trần Minh Kiều. Xin chào bạn Nga Nga. Cảm ơn em Trần Nữ, chào em. Vâng, thì xin gửi lời chào một bạn mà có cái tên chắc là mình không đọc được, chắc là tiếng Campuchia hay tiếng nào gì đấy. Xin chào bạn, cảm ơn em. Chắc hẳn là các bạn cũng đang quan tâm đến dự án Skyway hiện nay là đang đạt được những cái kết quả như thế nào, phải không ạ? Và câu chuyện ngày hôm nay thì mình sẽ đến với quý vị và các bạn, đó là câu chuyện về trong mùa dịch này thì chúng ta có cái thay đổi cách suy nghĩ như thế nào và làm thế nào để chúng ta có thể là có được những cái nguồn thu nhập trong mùa dịch đang diễn ra. Vâng, thì tất cả những cái điều mà chúng ta trước kia suy nghĩ đối với mùa dịch thì liệu nó có còn phù hợp hay không, và chúng ta cần thay đổi điều gì để chúng ta có thể là vừa có được tài sản và cũng vừa có thể là tồn tại được qua mùa dịch này, đúng không ạ? Đó là những cái nội dung mà trong buổi livestream ngày hôm nay mình muốn cung cấp đến quý cô chú anh chị và các bạn. Và tiếp theo sau đó là chúng ta sẽ đến với nhau những cái câu hỏi và những cái câu giải đáp của mình. Nếu anh chị em có quan tâm những cái câu hỏi gì thì có thể đặt ở livestream này. Vâng, và tất nhiên là chúng ta thấy là có một trong những câu hỏi mà thường xuyên bình thường gặp phải, cũng như là chắc là các anh chị em đang chia sẻ công nghệ Skyway cũng thường gặp phải. Vâng, thì ít phút nữa thôi mình sẽ giải đáp những câu hỏi là mấu chốt nhất về dự án Skyway. Xin chào bạn Nhật Hoàng, xin chào Đỗ Phạm, xin chào em Đồng Công, cảm ơn em. Em Đồng Công đẹp trai, xin chào. Xin chào bạn Dũng Hiền. Vâng, các bạn có thể là chia sẻ livestream này thật nhiều để cho anh chị em, tất cả các nhà đầu tư của chúng ta cùng nhau biết đến công nghệ Skyway để là nắm bắt được, để sở hữu được cổ phần Skyway trước khi nó hoàn thành những cái giai đoạn được góp vốn tài trợ vào dự án, cũng như là trước khi chuẩn bị nó, khi mà nó kết thúc cái giai đoạn góp vốn ấy, thì cơ hội chúng ta sở hữu cổ phần rất là khó, lúc đó là cái câu chuyện khác rồi. Vâng, thì chúng ta hãy cùng nhau giao lưu 1-2 phút đầu tiên rồi đến với câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chào bạn Nguyễn Thị Hường, cảm ơn em Nga Nga, chào em. Vâng, rất là tuyệt vời. Các bạn hãy cho mình biết nếu mà chúng ta đang là cổ đông của tập đoàn Skyway thì hãy comment giúp mình số 4. Còn ai chưa đầu tư, chưa là nhà đầu tư cũng như là chưa nắm giữ cổ phần Skyway thì hãy comment giúp mình số 1. Xin chào em Vũ Thị Nhàn, một cổ đông cũng rất là tuyệt vời, rất tâm huyết với công nghệ Skyway. Xin chào em. Em Vũ Thị Nhàn hiện nay đang sinh sống ở bên Pháp. Vâng, thì lại nói đến Pháp thì chúng ta đã biết rồi, công nghệ Skyway chúng ta thì cũng đã được đài truyền hình của Pháp, kênh France 2 cũng đưa tin về công nghệ Skyway rất là nhiều. Và xin một lần nữa chúc mừng tất cả chúng ta đang là cổ đông của tập đoàn Skyway. Bạn Nga Nga đang là số 4, Đỗ Phạm đang là số 4. Xin chào Đinh Thị Thảo, xin chào em.
Chúng ta nếu là cổ đông của tập đoàn Segway, hãy comment giúp mình số 4. Còn chúng ta chưa là cổ đông, cũng như là chưa là nhà đầu tư, thì hãy comment giúp mình số 1 đúng không ạ? Để chúng ta có những cái thông tin để phù hợp hơn cho tất cả quý cô chú anh chị và các bạn để lắng nghe. Vâng, thì lời đầu tiên thì chắc hẳn là trước kia thì quý vị và các bạn cũng đã biết Bình rồi, nhưng Bình cũng xin được giới thiệu lại một chút để cho anh chị em, cô chú và các bạn không quên Bình, đúng không ạ? Bình thì xin tự giới thiệu, tên đầy đủ của Bình là Nguyễn Ngọc Bình. Bình hiện nay đang sinh sống và làm việc trên Lai Châu. Và Bình là cổ đông của tập đoàn Segway từ năm 2018. Và chính vì vậy, suốt từ năm 2018, Bình vừa là cổ đông của tập đoàn Segway, vừa làm chương trình đối tác với tập đoàn để giúp tập đoàn có những nguồn vốn để phát triển. Và chính vì thế mình luôn luôn sát sao những cái thông tin chính thống, thông tin chuẩn nguồn về tập đoàn Segway để cung cấp cho quý cô chú anh chị và các bạn để nắm bắt được tiến độ xây dựng của tập đoàn cũng như là xung quanh các cái nội dung mà tập đoàn công bố. Và tất cả các cái nội dung mà mình live stream thì mình đều lấy những cái thông tin chuẩn nguồn từ các quỹ chính của tập đoàn, cũng như là vì mình là đối tác của tập đoàn Segway từ 2018 đến giờ, nên là mình thường xuyên chỉ quan tâm đến dự án Segway và phát triển dự án Segway. Vâng, đấy là mình xin giới thiệu cơ bản như vậy. Xin cảm ơn em Nhàn Thị Vũ, cảm ơn anh Ngọc Bình, chúc anh thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Cảm ơn em. Xin chào anh Nguyễn Quốc Phong, xin chào. Vâng, rất là nhiều các cổ đông tập đoàn Segway rồi. Cảm ơn em Phan Huyền Trang, một trong những cổ đông cũng đang tích cực chia sẻ công nghệ Segway chúng ta đến nhiều người hơn và cũng đạt được nhiều cái kết quả trong cái thời gian vừa qua. Vâng, cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị và các bạn, rất là tuyệt vời. Vâng, khả năng là cái màn chào hỏi chúng ta dừng ở đây thôi ạ. Và để mình không làm mất nhiều thời gian của quý cô chú anh chị và các bạn hơn nữa, thì các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Các bạn hãy cho mình cái comment sẵn sàng để mình có động lực hơn để chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn có những cái câu chuyện về Segway cũng như xung quanh những cái câu chuyện mà chúng ta thấy hiện nay. Vâng, thì các bạn biết là hiện nay chúng ta thấy trong cái thời gian này thì tình hình dịch bệnh thì nó cũng tương đối là phức tạp. Vâng, thì lời đầu tiên thì các bạn hãy cố gắng giữ gìn cho mình cái sức khỏe thật là tốt để chúng ta cùng nhau vượt qua cái đại dịch và cùng nhau chung tay đẩy lùi dịch bệnh virus corona để cho chúng ta có được cái cuộc sống nó yên bình hơn. Và quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, thì ở Việt Nam chúng ta là đang sống ở đất nước Việt Nam, chúng ta rất là hạnh phúc. Vì sao mình nói vậy ạ? Chúng ta rất là hạnh phúc vì chúng ta có những cái việc mà chúng ta chống được cái dịch bệnh corona rất là tốt, nên là chúng ta rất là cảm ơn tất cả những người, chúng ta cảm ơn tất cả những người đã đi đầu để trong giúp cho chúng ta có những cái cuộc sống nó đến nay rất là tương đối yên bình. Như ở các cái quốc gia khác thì các bạn biết rồi, như Ấn Độ hay là ở các cái quốc gia khác dịch bệnh vô cùng phức tạp. Với cuộc sống của Việt Nam thì chúng ta tương đối là yên bình và chúng ta biết ơn điều đó. Nhưng tuy nhiên thì có một cái điều là chúng ta cần nhìn nhận như này ạ. Trong cái dịch bệnh diễn ra thì chúng ta có một cái suy nghĩ, có một cái góc nhìn và một cái thay đổi về cái hành vi của chúng ta. Tại sao khi mà dịch nó diễn ra ấy, thì chúng ta mới nhìn lại chính cái bản thân của chúng ta và chính cái cuộc sống hiện đại đang diễn ra hàng ngày của chúng ta có tác động như thế nào. Vâng, thì quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, thì trong cái dịch bệnh thì chúng ta thấy rằng là một điều là khi mà chúng ta bị hạn chế ra ngoài, đúng không ạ? Chúng ta hạn chế ra ngoài, chúng ta không được tập trung đông người này, chúng ta không được nói chung là dịch bệnh xảy ra thì nó ảnh hưởng rất là nhiều các cái phương diện trong cái cuộc sống của chúng ta, từ kinh tế cho đến cuộc sống của mỗi con người chúng ta đều có những cái sự xáo trộn nho nhỏ. Thì ngay cả các cái công việc thường ngày, cái công việc truyền thống ấy, nhiều khi chúng ta thấy rằng là trước kia nếu mà không dịch bệnh diễn ra thì chúng ta cứ hàng ngày chúng ta đều có những công việc nó dễ dàng hơn. Nhưng tuy nhiên là dịch bệnh diễn ra thì các cái công việc mang cái tính chất truyền thống như chân tay hay là lao động phổ thông thì chúng ta thấy rất là hạn chế. Vì chúng ta không được ra ngoài rồi, tránh cái việc là tiếp xúc đông người. Như vậy thì dịch bệnh mà xảy ra ấy, thì chúng ta có một cái cách nhìn nó hoàn toàn khác. Thứ nhất về mình xin phân tích góc độ về kinh tế, đúng không ạ? Kinh tế. Thứ hai thì sẽ phân tích một cái góc độ khác, đó là góc độ về môi trường. Tại sao mà chúng ta phải nhìn nhận, đánh giá lại là
khi mà dịch bệnh xảy ra thì chúng ta phải có một cái thái độ như thế nào, ứng xử ra làm sao đối với môi trường sống của chúng ta, để từ đó chúng ta cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường, và những cái giải pháp gì để giúp cho chúng ta có thể là chung tay bảo vệ môi trường được. Đấy là những cái yếu tố mà các bạn cần quan tâm. Vâng, thì về lĩnh vực kinh tế thì các bạn biết rồi, khi một khi mà không phải nói đâu xa xôi cả, ngay trong cái thời gian năm 2020 cũng như sang năm 2021 thì chúng ta thấy khi mà dịch bệnh xảy ra thì ảnh hưởng rất là nhiều đến nền kinh tế của tất cả các cái quốc gia trên toàn thế giới. Trong khi đó là các cái quốc gia trên toàn thế giới đang có những cái gọi là suy thoái kinh tế. Nhưng ở một cái góc độ bên do phía Việt Nam chúng ta đã khống chế được dịch rất là tốt, và chúng ta vẫn có những điểm sáng về kinh tế. Thì duy nhất Việt Nam chúng ta đều trong năm 2020 chúng ta đều có những tăng trưởng con số dương, trong khi đó các cái nền kinh tế của thế giới đang suy thoái rất là nghiêm trọng. Các cái doanh nghiệp thì đứng bên bờ vực phá sản rất là nhiều, cũng như là các cái công ty khởi nghiệp rất là khó khăn trong cái việc mà khởi nghiệp cũng như là tiếp cận các nguồn vốn. Nhưng ở một điểm sáng đó là Việt Nam chúng ta khống chế dịch bệnh rất là tốt trong năm 2020, và chúng ta thấy là cuối năm 2020 chúng ta có những cái báo cáo về GDP đã tăng trưởng là trên 2%. Như vậy là một trong những cái điểm sáng của nền kinh tế toàn cầu. Vâng, nhưng tuy nhiên là chúng ta phải đánh giá rằng là dịch bệnh nó xảy ra, nó ảnh hưởng rất là lớn, rất là trầm trọng đến các nền kinh tế của thế giới cũng như Việt Nam. Một số các cái ngành nghề như là truyền thống thì trên cái nhiều cái doanh nghiệp trước cái nguy cơ mà không còn tồn tại được, trước bờ vực phá sản, đúng không ạ? Khi mà họ hạn chế lây lan ra thì chúng ta không còn các cái nguồn lao động nữa. Và các cái công việc truyền thống của chúng ta, truyền thống của các cái công việc truyền thống của chúng ta ấy, thì các bạn cứ nghĩ là trước kia chúng ta nghĩ là ổn định, nhưng khi mà dịch bệnh xảy ra rồi chúng ta thấy điều đó không là ổn định gì cả. Nó tác động trực tiếp với những, đặc biệt với những người lao động chân tay. Các bạn biết ở các cái khu công nghiệp thì khi mà nó hạn chế, nó đóng cửa một số các cái nhà máy công nghiệp thì những người lao động ở đó hầu như là không có việc làm, đúng không ạ? Như vậy là rất là mong manh khi cái công việc của những người mà đang lao động phổ thông, lao động chân tay, đúng không ạ? Thì nó ảnh hưởng rất là lớn khi mà chúng ta thấy dịch bệnh xảy ra. Và những cái điều mà chúng ta thấy rất là lớn, một điều ai cũng nhìn thấy, là các cái đơn vị khởi nghiệp, các đơn vị start-up mà đang trong cái tình trạng như là chúng ta đang nghĩ rằng là nếu mà kinh doanh các ngành nghề truyền thống ấy, bình thường không có dịch bệnh thì chúng ta kinh doanh truyền thống đã khó rồi, cạnh tranh rất là khó, cạnh tranh nhiều mặt từ về sản phẩm cho đến tất cả những cái yếu tố mà chúng ta thấy. Nếu mà chúng ta một sản phẩm chúng ta không có một cái gì đột phá, không có một cái gì nó mang cái tính chất cạnh tranh được với những cái sản phẩm đi trước, thì chắc chắn mà một cái đơn vị khởi nghiệp đi sau sẽ không còn tồn tại. Và mùa dịch thì nó lại càng khốc liệt hơn, nó mang cái tính chất là đào thải rất là lớn. Nó thấy ngay rằng là những ai, những cái đơn vị nào mà có những cái sản phẩm nó có phù hợp với nhu cầu của cuộc sống, nhu cầu của con người, nó có tồn tại trong dịch bệnh hay không là chúng ta biết ngay. Đặc biệt là chúng ta thấy được các cái nền, các cái ngành nghề như là lên ngôi trong cái mùa dịch, giống như là kinh doanh online, đúng không ạ? Khi mà hạn chế tất cả các cái con người chúng ta hạn chế ra ngoài, tiếp xúc đông người, hay là kinh doanh truyền thống gặp khó khăn, thì chắc chắn là chúng ta sẽ thấy một cái điều hướng tới, đó là kinh doanh online. Và các cái sản phẩm về công nghệ mà áp dụng được với công nghệ thông tin đấy, trong cái thời buổi 4.0 này thì lại là lên ngôi, giống như là nó thay đổi cái hành vi của chúng ta. Nó thay đổi hành vi, thứ nhất là chúng ta về hành vi con người, về mua sắm, về các cái lĩnh vực trong công nghệ, nó thay đổi hoàn toàn cái cuộc sống của chúng ta, và nó thể hiện rõ vai trò lớn nhất khi mà dịch bệnh này. Thì một ví dụ đơn giản mà khi dịch bệnh thì chúng ta hạn chế ra ngoài thì chúng ta lại có một cái phương tiện, đó là nếu chúng ta muốn mua sắm một cái mặt hàng gì đó thì chúng ta lên trên mạng, chúng ta tham gia vào các trang thương mại điện tử để chúng ta có thể mua sắm hàng ở đó, như trang thương mại điện tử như là Tiki hay Shopee hay là Lazada hay là Amazon. Thì các bạn biết là những cái ngành nghề về công nghệ như vậy thì lại có những sự tăng trưởng rất là lớn. Và cái ứng dụng, một trong những ứng dụng mà chúng ta giúp cho con người chúng ta có thể giao tiếp với nhau, có thể trò chuyện với nhau thông qua một cái ứng dụng, đó là ứng dụng Zoom, các bạn biết rồi.
chúng ta họp trực tuyến với nhau, trao đổi công việc với nhau, tất cả trên ứng dụng Zoom, thì ứng dụng Zoom lại có những cái tăng trưởng rất là lớn. Như vậy có một cái điều đánh giá là chúng ta phải thay đổi cái phương thức kinh doanh của chúng ta để tồn tại được trong cái thứ nhất là tồn tại được trong cái thời buổi công nghệ 4.0, trong cái thời buổi mà vạn vật kết nối với nhau bằng internet, hay chúng ta còn gọi là thế giới phẳng, hay là một nền kinh tế chia sẻ, thì chúng ta thay đổi được cái phương thức kinh doanh. Những cái nhóm sản phẩm nào mà mang tính hàm lượng công nghệ cao, hàm lượng về công nghệ thông tin, áp dụng được công nghệ thông tin, áp dụng được về khoa học công nghệ 4.0, như là áp dụng được là trí tuệ nhân tạo, hay là áp dụng được kinh tế, nền kinh tế chia sẻ, thì chắc chắn là chúng ta sẽ thành công trong cái mùa dịch này. Và quay trở lại một phía bên kia thì chúng ta thấy rằng là các cái nhóm hàng truyền thống như chúng ta bây giờ mà chúng ta mà mở ra với các bạn bây giờ đang có cái ý tưởng khởi nghiệp chẳng hạn, các bạn muốn ra ngoài các bạn mở một cái ngành nghề kinh doanh truyền thống như các bạn mở nhà hàng ăn hay là quán bar hay là những cái ngành nghề truyền thống ấy, hay là buôn bán gì đó, hay là một cái shop thời trang gì đó, thì mình tin chắc rằng là các bạn sẽ rất là khó cạnh tranh trong cái mùa dịch này, cũng như rằng là mùa dịch đã khó cạnh tranh rồi mà cái mặt hàng của chúng ta không có điều gì nó khác biệt so với những cái sản phẩm, những cái mặt hàng mà người ta đã kinh doanh, đã đi trước. Như vậy cực kỳ là khó khăn. Đấy là một cái yếu tố về mặt kinh tế, đánh giá về mặt kinh tế. Chúng ta khi dịch bệnh xảy ra nó làm thay đổi hoàn toàn cái hành vi tiêu dùng của con người, nó thay đổi hoàn toàn cái suy nghĩ của con người đối với cái hành trình, đối với cái công cuộc, rồi là đối với cái việc kinh doanh của tất cả trong các cái lĩnh vực trong đời sống xã hội. Những cái ngành nghề mà nếu mà ai biết được, thích ứng được trong cái mùa dịch thì chắc chắn họ sẽ tồn tại được. Thì họ tập trung vào những cái nhóm như là vận dụng được Internet, ai mà tận dụng được Internet trong mùa dịch này thì chắc chắn người ta sẽ thành công. Thứ hai là người ta sẽ tận dụng về mặt công nghệ để người ta thúc đẩy được cái việc kinh doanh của họ. Nếu như bạn có một cái đang kinh doanh truyền thống, một cái shop quần áo chẳng hạn, shop thời trang, nếu bạn không áp dụng khoa học công nghệ, hay không áp dụng vào nền kinh tế chia sẻ, hay không áp dụng vào kinh doanh online, các bạn vẫn bán truyền thống ở các cái cửa hàng cửa hiệu thì chắc chắn rất là khó. Như vậy là các bạn phải áp dụng vào cái việc là bán hàng online, nó sẽ thay đổi hoàn toàn cho các bạn. Như là đấy thì các bạn cũng thấy rồi, hiện nay tràn ngập trên Facebook, rồi trên các cái trang mạng xã hội như Zalo, Facebook thì thường xuyên cũng có các cái mặt hàng online rất là thuận tiện, đúng không ạ? Chúng ta muốn mua một cái mặt hàng gì đó, chúng ta lên trên mạng, chúng ta đặt rất là nhanh, gọn và đơn giản. Chúng ta sẽ nhận được về tận nhà. Đó là việc là hành vi của con người, hành vi mua sắm đã thay đổi hoàn toàn. Nó phù hợp hơn so với các cái điều kiện trước kia. Trước kia không có dịch bệnh thì chúng ta có thể ra ngoài mua sắm. Nhưng hiện nay nếu mà dịch bệnh hạn chế đi lại, hạn chế tập trung đông người thì chúng ta lại có một phương thức khác, đó là mua sắm online. Vâng, đến về mặt kinh tế là như vậy. Thế thì còn về mặt khía cạnh khác, về môi trường thì sao ạ? Covid, cái dịch bệnh corona nó giúp cho chúng ta, giúp cho con người chúng ta cảnh tỉnh về vấn đề ô nhiễm môi trường ra làm sao. Thì các bạn thấy rằng một trong những vấn đề mà chúng ta nhìn thấy khi mà hạn chế các phương tiện giao thông, hạn chế các phương tiện giao thông trong mùa dịch, thì bầu không khí, nhất là đặc biệt ở các cái thành phố lớn đông người, thì khi hạn chế các phương tiện giao thông như là ô tô, xe máy hạn chế ra ngoài, thì trả lại một cái bầu không khí rất là trong lành cho cái vùng đó, ở các cái thành phố đó rất là trong lành. Và chúng ta thấy rằng là theo thống kê thì người ta thống kê là các cái khí thải của các cái động cơ như ô tô, xe máy, động cơ đốt trong đấy, chạy bằng xăng dầu thì nó chiếm tới hơn 70% cái khí thải CO2 ra làm ô nhiễm môi trường. Và mùa dịch diễn ra, chúng ta hạn chế đi lại thì trả lại những cái không khí rất là trong lành. Và từ đó chúng ta thấy rằng khi mùa dịch diễn ra, dịch bệnh diễn ra, con người chúng ta cần phải có một cách ứng xử khác, một cái cách nhìn nhận, đánh giá thật là cụ thể về môi trường sống của chúng ta. Chúng ta phải tiến tới một môi trường sống làm sao mà nó hài hòa với thiên nhiên, với xung quanh. Và đó cũng là một trong những cái xu thế. Đấy, đó là một trong những cái xu thế mà thế giới đang hướng tới. Đang hướng tới một cuộc sống mà chúng ta hòa mình vào thiên nhiên, có không khí trong lành hơn. Mình thấy là một cái bài báo ví dụ như này.
trong cái năm 2020 có một cái bài báo người ta viết rằng là mấy cách đây hơn 40 năm người ta mới nhìn thấy được cái núi Phú Sĩ ở bên Nhật Bản. Đó là khi mà các phương tiện giao thông, các nhà máy xí nghiệp công nghiệp đấy ạ, các nhà máy công nghiệp người ta đóng cửa, bầu không khí trở nên trong lành thì người ta mới nhìn thấy được cái hình ảnh của núi Phú Sĩ. Như vậy các bạn thấy rằng là môi trường đang cảnh báo một cái mức độ cảnh báo rất là nghiêm trọng cho chúng ta. Để một trong những cái việc mà chúng ta thấy được tác động môi trường rất là lớn khi mà dịch bệnh nó diễn ra thì chúng ta mới đánh giá được cái tầm quan trọng của cái việc là giảm thiểu các cái khí thải do phát thải ra gây ô nhiễm môi trường, như các cái khí thải trong các nhà máy công nghiệp nặng, rồi là các cái khí thải do ô tô xe máy, các cái động cơ đốt trong, nó gây ra rất là nhiều cái ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Vâng, thì xu thế là như thế. Xu thế của thế giới là tìm đến cho mình những cái yếu tố mà giải quyết được cái vấn đề về môi trường, rồi giải quyết được các cái nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Thì chúng ta nhìn chung như này, cuộc sống của chúng ta chỉ quay quanh những cái nhu cầu thiết yếu, đó là nhu cầu về ăn ở rồi đi lại, đúng không ạ? Nhu cầu ăn ở đi lại, đấy là những cái nhu cầu thiết yếu của chúng ta. Nhu cầu ăn ở thì sao ạ? Nhu cầu ăn ở thì chúng ta đang biết rằng là một trong những cái chúng ta bị những cái bệnh tật thì nó cũng ảnh hưởng từ những cái nguồn thức ăn bị ô nhiễm môi trường. Đấy, ô nhiễm môi trường rồi ô nhiễm từ các nguồn thức ăn do những cái hóa học, những cái chất hóa học ấy, người ta phun tưới vào những cái nguồn thức ăn của chúng ta, nó gây cho những cái việc là hậu quả rất là nghiêm trọng. Như vậy đấy là nhu cầu về ăn ở. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà môi trường mà không trong lành, môi trường mà ô nhiễm, thì liệu rằng cái nguồn thức ăn của con người của chúng ta đấy ạ, tức là rau cỏ rồi là những cái nguồn chăn nuôi hiện nay chúng ta không nói nhá, chăn nuôi thì cũng có những cái một số thì cũng là có những cái tồn dư hóa học rất là lớn. Như vậy nó ảnh hưởng đến trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta. Đấy là về vấn đề ăn ở. Thế còn nhu cầu đi lại thì sao ạ? Nhu cầu đi lại thì nó lại ảnh hưởng đến rất là nhiều trong các cái cuộc sống hàng ngày diễn ra. Và khi mà chúng ta di chuyển trên một cái đoạn đường mà đặc biệt là trong các cái thành phố lớn, chúng ta bị tắc nghẽn giao thông, thì tắc nghẽn giao thông gây ra rất là nhiều các cái hậu quả cho người đang điều khiển phương tiện, như là chúng ta sẽ bị chậm cái thời gian, cái công việc mà chúng ta đang định làm nó sẽ gây chậm trễ. Và thời gian thì rất là quan trọng. Thời gian chúng ta đến một cái công việc nào đó mà cái quãng đường nó tuy nhiên nó gần thôi, nhưng mà chúng ta bị tắc nghẽn thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái công việc hàng ngày, mà nó gây cho cái người mà điều khiển cái phương tiện giao thông ấy, nó gây cho cái cảm giác nó mệt mỏi, đúng không ạ? Các bạn chắc là các anh chị và các bạn cũng, nếu mà ở thành phố lớn như ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh ấy, các bạn bị các cái cảnh tắc đường ấy ở các cái thành phố như vậy, thì chắc hẳn là có một cái tâm lý rất là mệt mỏi, đúng không ạ? Rất là mệt mỏi và chán nản luôn. Thậm chí là có một người bạn của mình ở Hà Nội cũng có nói rằng là chỉ cách nhà có 10 năm 20 km thôi mà có thể là đi đến hơn 1 tiếng đồng hồ. Đấy, như vậy là gây ra những cái tâm lý rất là ức chế. Vâng, thì vấn đề giải quyết vấn đề là ăn ở đi lại như thế nào trong các cái đô thị nói chung, rồi trong tất cả trong cái cuộc sống của chúng ta nói riêng, thì trong các cái đô thị nói chung là chúng ta đang muốn một cái giải pháp, là đi làm sao cho nó an toàn. Thứ nhất là đi an toàn, thứ hai là đảm bảo được là không bị tắc nghẽn giao thông. Đấy là những cái điều mà chúng ta mong muốn. Và cuộc sống của chúng ta nếu mà đáp ứng được những cái yếu tố như là về ăn ở đi lại mà nó đã phù hợp được, nó đáp ứng được nhu cầu của người là ăn ở, thì ở trong một cái môi trường trong lành, trong cái cuộc sống nó hòa mình vào thiên nhiên, không khí trong lành, rồi tất cả các cái nguồn thực phẩm, nguồn thức ăn của chúng ta đảm bảo được chất lượng ấy, tức là không có những cái tồn dư của chất hóa học ấy, thì đó là cái nhu cầu giải quyết được nhu cầu về ăn ở. Thế còn là nhu cầu về đi lại, nếu mà chúng ta giải quyết được nhu cầu là đi lại an toàn, thuận tiện, nhanh, và chúng ta không còn phải
gặp phải những cảnh tắc đường hay là gặp phải những cái cảnh chúng ta hít phải những cái không khí do các cái động cơ, do các cái động cơ đốt trong ấy chúng ta phát thải ra môi trường. Vâng, thì một trong những cái giải pháp đấy thì chắc hẳn quý vị và các bạn đã biết rồi, đó là cái công nghệ của chúng ta, đó công nghệ giao thông thông minh Skyway. Skyway, cái công nghệ này sẽ giúp cho chúng ta có những cái vấn nạn. Các bạn biết là những vấn nạn như mình vừa nói ra, đó là vấn nạn về việc là tắc nghẽn giao thông đúng không ạ, rồi tai nạn giao thông cũng như là ô nhiễm môi trường, thì công nghệ Skyway chúng ta đáp ứng được các cái yêu cầu như vậy, giúp cho con người di chuyển trên phương tiện con tàu Skyway chúng ta sẽ cảm giác một cái sự thoải mái, và cùng nhau chúng ta tức là đi trên cái phương tiện đó nó rất là nhanh, nó rất là nhanh và nó an toàn. Chúng ta sẽ cùng đi trên cái phương tiện đó không gặp phải những cái cảnh mà tai nạn giao thông. Vì sao? Vì chúng ta các bạn cũng hình dung ra và các cổ đông của Skyway cũng đã biết, chúng ta có những tích hợp vào những cái nền khoa học công nghệ 4.0 cho đó, trong đó chúng ta tích hợp vào công nghệ trí tuệ nhân tạo AI thì tự động hóa, nên cái vấn đề mà nó gây ra tai nạn giao thông nó sẽ không có, vì là trí tuệ nhân tạo nó sẽ giúp cho cái việc nhận biết được những cái chướng ngại vật khi mà nó trên cái hành trình di chuyển của con tàu Skyway. Nó có những cái tầm soát radar rất là xa, nó cảm bằng những cái cảm biến nhanh nhạy và nó không bị chi phối tác động bởi yếu tố chủ quan của con người. Một trong những cái yếu tố chủ quan của con người ấy, đó là mang lại những cái tai nạn, đó là cái yếu tố chủ quan của con người khi mà chúng ta điều khiển cái phương tiện giao thông. Giống như chúng ta đang điều khiển phương tiện, chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chúng ta cảm thấy chán nản hay một cái điều gì đó, chúng ta suy nghĩ lung tung đấy ạ, chúng ta suy nghĩ vẩn vơ đấy ạ, chúng ta không tập trung vào cái việc chúng ta đang điều khiển phương tiện ấy, thì chúng ta dễ sẽ bị sao nhãng cái việc chúng ta đang điều khiển phương tiện và sẽ gây ra tai nạn giao thông. Như vậy với Skyway chúng ta sẽ không có cái việc đó, vì chúng ta không có người lái, tự động hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo AI, đó là nó tích hợp vào trong cái công nghệ 4.0, trí tuệ nhân tạo đúng không ạ, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo. Còn tốc độ thì rất là nhanh rồi, trong đô thị thì 150 km/h, còn ngoài đô thị là 500 km/h. Như vậy là chúng ta thấy là vừa giải quyết được vấn đề tốc độ nhanh, thân thiện môi trường, và chúng ta thì không sử dụng bằng những cái năng lượng, chúng ta không sử dụng bằng những cái xăng dầu như cái động cơ đốt trong, mà chúng ta sử dụng bằng những cái năng lượng điện, bằng năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo, nên chúng ta không phát thải ra những cái khí CO2 gây ô nhiễm môi trường. Và đấy là tất cả những cái điều gì chúng ta thấy được cái khác biệt của công nghệ Skyway chúng ta mang lại. Vâng, chị Nguyễn Thu có nói là rằng là tắc nghẽn giao thông và tai nạn giao thông là vấn đề, là vấn nạn toàn cầu. Skyway ra đời là giúp những cho nỗi lo lắng của cả thế giới, rất là đúng. Chúng ta thấy rằng là đúng là một trong những cái vấn nạn là như vậy, tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm môi trường, rồi là tai nạn, đó là những vấn nạn về giao thông. Đó là những cái bài toán, những cái bài toán rất là lan giải mà cả thế giới muốn tìm được một cái đáp án chung mà làm sao mà phải giải quyết được những vấn nạn như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là thử hỏi rằng một cái công nghệ như Skyway chúng ta mà lại đáp ứng được tất cả những cái yếu tố như vậy, thì chúng ta thử đánh giá rằng xong với công nghệ Skyway, cái tiềm năng của nó ra làm sao, nó có lớn không ạ? Nó rất là lớn đúng không ạ? Khi mà nó giải quyết được những cái, ta gọi là gì, những cái vấn nạn của toàn thế giới, chứ không phải là trong một cái quốc gia hay là trong một cái khu vực nào đó, mà đây là một cái vấn nạn lớn, một vấn nạn mang tính toàn cầu. Thì cái công nghệ nào mà giải quyết được những cái vấn nạn mang tính toàn cầu ấy, thì thử hỏi rằng cái giá trị của nó có cao ạ? Và các bạn có thấy cái giá trị của nó cao ạ? Rất là cao. Và nắm bắt được cổ phần Skyway, sở hữu được cổ phần Skyway, thì chúng ta cũng thấy có giá trị hay không. Chúng ta chỉ nhìn qua điểm, qua điểm mặt một số các cái công nghệ mà đã giúp thay đổi cuộc sống của chúng ta, và những ai mà nắm giữ cổ phần của các công nghệ đó thì chắc chắn chúng ta đã thấy rằng họ đã trở nên giàu có như thế nào. Mình chỉ điểm qua một số các cái công nghệ, như là công nghệ ví dụ chúng ta nói là cái Facebook đi, chúng ta thấy nó giúp cho tất cả những cái gì mà trước kia chúng ta chưa hình dung ra rằng là một ngày nào đó chúng ta có thể kết
kết nối trong một khu vực hay kết nối trên toàn thế giới với nhau, con người kết nối với nhau, rồi tất cả chúng ta kết nối với nhau qua một trang mạng như Facebook. Chúng ta có thể bán hàng online trên đó, đúng không ạ? Bán hàng online trên Facebook, chúng ta có thể tìm kiếm được tất cả các cái thông tin. Chúng ta có thể là trên Google, chúng ta ví dụ Google chúng ta có thể tìm kiếm thông tin được. Hay là công nghệ về như mình vừa nói Zoom đi, chúng ta trong cái mùa dịch này chúng ta có thể gặp nhau trên ứng dụng Zoom, trao đổi công việc với nhau, họp rồi học hành rồi tất cả. Rồi ví dụ như là các cái sinh viên hiện nay đang dịch bệnh thì các bạn ấy có thể ngồi tại nhà, có thể học trực tuyến qua Zoom. Đấy, nó rất là thuận lợi như vậy. Đấy là chúng ta điểm qua một vài những ví dụ về các hãng công nghệ. Và về giao thông thì sao? Về giao thông thì xu thế hiện nay những cái ngành giao thông mà có những cái động cơ điện, những cái động cơ điện thì rất là phát triển. Như là những cái gì liên quan đến động cơ điện như là ô tô điện chẳng hạn, hay là những cái gì mà nó liên quan đến phát minh ra động cơ điện ấy, thì những cái ngành nghề đấy rất là phát triển. Và nó là con số rất là cụ thể, các bạn có thể hoàn toàn kiểm tra được. Như là hãng ô tô công nghệ Tesla, đúng không ạ, cũng rất là phát triển. Như vậy là những cái gì mà nó đúng xu thế của thế giới, đúng xu thế của tương lai thì giá trị nó rất là cao. Và Sway chúng ta là đang đi đúng xu thế, là đang đi đầu, mà đang đi đầu xu thế luôn. Chúng ta thay đổi hoàn toàn cái ứng xử của chúng ta, ứng xử của chúng ta với môi trường, cách thay đổi hoàn toàn cái thái độ nhìn nhận con người chúng ta với môi trường. Môi trường sống của chúng ta ấy, thì không phải là chúng ta bây giờ chúng ta thay đổi cái cách nhìn, đó là chúng ta phải sống cùng với thiên nhiên, hòa mình với thiên nhiên, làm sao mà không phải là khai thác thiên nhiên một cách triệt để. Khi mà khai thác triệt để thì nó có nhiều cái hệ lụy xảy ra, hệ lụy xảy ra là rất là lớn. Hiện nay các bạn thấy có những cái việc là chúng ta nghe chỗ này chỗ kia đấy, tan băng ở hai cực rất là lớn, rồi là bão có thể là nhiều hơn trong cái mùa bão, rồi nắng nóng thất thường, rồi trái đất thì mình có đọc về trái đất có thể giờ này thì nó quay nhanh hơn một chút, có nghĩa là cái thời gian nó nhanh hơn một tí. Đấy, thì tất cả đó là do biến đổi khí hậu, biến đổi khí hậu mang lại, biến đổi khí hậu rất là lớn như vậy. Và lại quay trở lại một cái câu chuyện ngày xưa, chúng ta thấy rằng là trước kia chủ tịch tập đoàn của chúng ta, chủ tịch tập đoàn chúng ta đam mê về khoa học vũ trụ, về tên lửa đấy ạ. Nhưng sau khi mà nhìn chứng kiến được những cái trận phóng tên lửa lên khỏi quỹ đạo trái đất, tức là cái lỗ thủng gây ra những cái lỗ thủng của tầng ozone to bằng diện tích của nước Pháp. Như vậy là khi chủ tịch chứng kiến được những cái trận phóng tên lửa ra khỏi không gian lên vũ trụ và tạo ra được những cái trận mưa nhân tạo, thì có nhiều người thì cho rằng khi mà hạn hán mà xảy ra và thấy một cái trận mưa nhân tạo như vậy, người ta không biết là đó là một cái trận mưa nhân tạo, mà người ta nghĩ là trời đổ mưa thôi. Nhưng khi phóng các cái tên lửa lên, phóng các cái tên lửa lên ấy, thì thấy rằng có một trận mưa đã trút xuống. Và chủ tịch nhận biết rằng đây là một cái sự thay đổi về thiên nhiên, phá hủy thiên nhiên, chứ không phải là cái việc gì khác cái ngoài cái tự nhiên, cái điều kiện tự nhiên nó mưa xuống như vậy. Và từ đó là từ đam mê về khoa học vũ trụ, từ đam mê về tên lửa, chủ tịch đã tìm ra được một cái hướng giải pháp, phát minh ra được một cái công nghệ làm sao mà thân thiện với môi trường, làm sao mà giúp con người sống hòa mình và thiên nhiên, để thay đổi cái hành vi suy nghĩ của chúng ta, hành vi suy nghĩ của con người là chúng ta đang lợ trái đất, chúng ta đang lợ bà mẹ thiên nhiên của chúng ta rất là nhiều, chúng ta đang lợ con cái của chúng ta. Nếu chúng ta không có những cái thay đổi về ứng xử với môi trường, chúng ta không có những cái động thái về tất cả các cái việc chúng ta đang làm hiện nay để thay đổi cái việc thiên nhiên đang bị phá hủy, đang bị phá hủy, thì chúng ta đang lợ con cháu chúng ta rất là nhiều về môi trường. Hiện nay nó đã cũng đang cảnh báo rất là lớn rồi. Đấy là về môi trường, đúng không ạ? Thôi em Đặng Liễu, trước đây chủ tịch đam mê về khoa học vũ trụ. Vâng, chị Nguyễn Thu, khi khí độc thải ozone khi phóng lên tên lửa rộng, đúng không ạ? Rộng bằng kích thước của nước Pháp, rất là kinh khủng. Và thấy được cái hệ lụy của những cái việc đặc biệt hơn là chủ tịch đã mất cái nơi mà sinh ra và lớn lên. Khi mà cái thảm họa Chernobyl, thảm họa nổ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl năm 1968 đấy ạ.
Đó, lỗ nhà máy điện Chernobyl đã cái bụi phóng xạ nó phủ khắp cái ngôi này, ngôi làng, cái ngôi nhà mà chủ tịch sinh ra và lớn lên sinh sống ở đó. Nó cái bụi phóng xạ nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của toàn bộ cái người dân ở cái khu đó. Chính vì đã được chứng kiến những cái việc mà hủy hoại môi trường do những cái phát thải về những cái lần mà phóng cái tên lửa lên ra khỏi quỹ đạo, về việc chứng kiến những cái thảm họa Chernobyl năm 1968 mà phá hủy toàn bộ ngôi ngôi làng của chủ tịch sinh ra và lớn lên, thì chủ tịch đã thấy một cái niềm khát khao, một cái đam mê rất là lớn để thay đổi từ những cái việc là đam mê về khoa học vũ trụ chuyển sang phát minh ra những cái công nghệ gì mang lại cái tính thứ nhất là thân thiện môi trường. Đấy là cái điều đầu tiên. Tại sao mà chúng ta thấy là cái câu slogan của tập đoàn đó là xây Skyway giải cứu hành tinh. Đó, các bạn thấy không ạ? Các bạn nghe rất là nhiều đúng không ạ? Các bạn nghe rất là nhiều. Xây Skyway giải cứu hành tinh là như thế nào? Ở đây chúng ta nhìn rộng ra, không phải tập đoàn có một cái lĩnh vực về công nghệ giao thông như con tàu Skyway chúng ta. Đây là một cái công nghệ gọi là chúng ta phát triển thôi, chúng ta phát triển đầu tiên thôi. Nhưng nhìn rộng ra chúng ta có các cái công nghệ để nó chung quy lại, nó thể hiện rõ được cái triết lý của tập đoàn, đó là xây Skyway giải cứu hành tinh. Đó là công nghệ gì ạ? Nếu chúng ta thấy rằng môi trường trong các cái đô thị lớn đang hiện nay chúng ta thấy đang sống trong cái môi trường rất là ô nhiễm, ở đó chỉ có các bạn về các cái thủ đô, về Hà Nội hay về thành phố Hồ Chí Minh, các bạn thấy rất là nhiều cái nhà mọc lên đó, và có những cái hiệu ứng là khi mà đến, đặc biệt là cái mùa hè này, nó sẽ nóng hơn ở những cái khu vực khác, vì xung quanh nó là rất là nhiều các cái nhà cao tầng, rồi các cái đường bê tông, đường nhựa, rồi nó gọi là cái hiệu ứng đô thị đấy ạ, hiệu ứng môi trường do đô thị hóa đấy, nó nóng hơn ở các cái khu vực khác. Như vậy trong các cái môi trường như vậy thì với Skyway thì sẽ giải quyết như thế nào? Và không quên nhắc lại một thông tin như thế này, các bạn thấy một trong những cái thông tin đó là truyền hình Việt Nam cũng đã đưa cái phóng sự về các cái thành phố của tương lai, các thành phố thông minh. Đó là cái thành phố gì các bạn biết không? Đó là cái thành phố The Lyceum của Ả Rập Xê Út. Thành phố không khói bụi, không có ô tô, không khói bụi, không ô tô, và con người sống thân thiện, hòa mình vào thiên nhiên, thân thiện với môi trường. Ở trong đó thành phố The Lyceum ấy thì có cái công nghệ giao thông thông minh. Trong thành phố thông minh thì chúng ta thấy đã là thành phố thông minh thì chúng ta phải có ngôi nhà thông minh, giao thông thông minh, rồi tất cả những cái về cái môi trường xung quanh nó phải có màu xanh của cây cối, và cái màu xanh của tất cả cây cối trong cái thành phố thông minh đó thì lại sử dụng với công nghệ Skyway chúng ta, và tập đoàn Skyway chúng ta có một cái công nghệ gọi là mùn sinh học, sẽ giúp cho cải thiện tất cả những cái đất ở cái khu vực ấy, đất ở cái khu vực mà nó có, ví dụ là sa mạc hay là cằn cỗi, có thể trở lên là màu mỡ hơn, như bằng cái kiểu yếu tố về hữu cơ thôi, không có cái tính chất là can thiệp vào cái môi trường bằng những cái hóa học, những chất hóa học đó, bằng cái chất hóa học. Và cái thành phố thông minh sẽ có giao thông thông minh. Giao thông thông minh đó là công nghệ Skyway của chúng ta. Thế còn ngoài ra chúng ta thấy công nghệ thành phố tuyến tính, đó là một cái thành phố thông minh rồi. Rồi chúng ta còn có cái công nghệ Spaceway đúng không ạ? Công nghệ Spaceway thì quý vị và các bạn không rõ là có nghe đến cái công nghệ này chưa ạ? Không biết là các bạn có nghe chưa ạ? Các bạn nếu mà nghe công nghệ Spaceway này thì các bạn có thể comment cho mình đã nghe thấy công nghệ này rồi. Thì công nghệ Spaceway đó là một cái công nghệ gọi là đưa các cái ngành công nghiệp nặng gây nguy hại cho trái đất ra khỏi cái quỹ đạo của chúng ta để xây dựng trên đó, rồi là có thể đưa con người sinh sống trên cái cuộc sống ở trên ngoài vũ trụ đấy. Nó gọi là OTC đấy, trước kia là chúng ta gọi là OTC. Nó có một cái vành đai, một cái vành lân theo cái vòng quanh xích đạo, vòng quanh đường xích đạo 40.000 km, 40.000 km vòng quanh xích đạo, và nó lân dần lân dần, nó không đưa cái vận tải, nó gọi là vận tải địa vũ trụ đấy ạ. Nó không giống như cái tên lửa, nó phóng lên nó có một cái lực đẩy, khi phóng lên thì có một cái lực đẩy rất là lớn phía dưới,
giống như phóng tên lửa. Còn đây thì nó sẽ chạy theo một cái đường vòng quanh sinh đạo 40.000 km, và nó lâng dần lên lâng đến một tầm nào đó, và nó trong đó nó sẽ có thể sau này, đấy là một cái dự án đầy tham vọng của tập đoàn, đưa các cái công nghiệp nặng ra ngoài đấy để sản xuất, đưa con người ra sinh sống có đảm bảo đầy đủ các cái điều kiện sống tốt nhất trong một cái cuộc sống hòa mình và thiên nhiên. Đó là trong đó có những cái độ ẩm, mình có được biết rằng là độ ẩm trong các cái khu mà sinh sống ở trong cái OTC đấy, trong cái việc mà đưa cái con người và các cái ngành công nghiệp ra khỏi vũ trụ ấy, con người mà sinh sống ở ngoài vũ trụ đó có đảm bảo các cuộc sống tốt nhất, như là nhiệt độ thì là á nhiệt đới, có tầm khoảng 20 độ thôi ạ, nhiệt độ 20 độ C thôi, rất là ôn hòa, rồi là cây cối trong không khí trong lành, cây cối thì cũng sử dụng bằng các cái mùn sinh học của tập đoàn đó, rất là hay đó. Chúng ta hy vọng là sau này chúng ta tập đoàn chúng ta sẽ tới sẽ phát triển những cái công nghệ như vậy, đó là một cái tham vọng rất là lớn. Còn ngoài ra thì có các cái công nghệ khác thì các bạn cũng đã biết rồi, ngoài công nghệ là mùn sinh học, rồi công nghệ Skyway, công nghệ con tàu Skyway, công nghệ vận tải đường ray dây đấy ạ, rồi chúng ta có công nghệ là Hyperloop, đây là một cái siêu tốc độ 1.250 km/h, đi với một tốc độ nhanh như vậy nhưng lại an toàn rất là đảm bảo cho chúng ta, đấy là công nghệ Hyperloop. Rồi là công nghệ máy bay không người lái cũng là một công nghệ rất là tuyệt vời của tập đoàn. Nó công nghệ này chúng ta đã có các cái đơn hàng rồi, các bạn biết chúng ta đã có những cái thử nghiệm với máy bay không người lái có thể nâng được một cái chở cái sức chở ấy, cái hàng hóa lên đến 1,5 tấn để phục vụ cái điều gì, để phục vụ cho việc là có thể trong quân đội người ta phục vụ việc cứu nạn cứu hộ ở những khu vực có địa hình khó khăn, hoặc là phục vụ cho việc thi công sau này những cái tuyến đường Skyway đi qua cái khu vực nào mà khó khăn tiếp cận, con người khó tiếp cận đến, thì sẽ sử dụng cái công nghệ máy bay không người lái để đưa tất cả các cái nguyên liệu, để đưa tất cả cái vật liệu ấy để xây dựng, đúng không ạ? Hoặc là trong cái yếu tố mà chúng ta cứu hộ cái nạn ở khu vực khó tiếp cận đấy, nó rất là tuyệt vời. Em Minh Nguyệt, công nghệ nhân văn anh nhỉ, cảm ơn em. Xin chào em Minh Nguyệt, chào em, công nghệ rất là nhân văn. Đó là máy bay không người lái mà được đánh giá một trong những công nghệ mà được quân đội Nga đánh giá rất là cao, khi mà người ta đến người ta tham quan, người ta đánh giá rằng đây là một cái công nghệ mà đối với quân đội chúng tôi 10 năm chúng tôi cũng chưa nghiên cứu ra, mà các bạn đã thử nghiệm, và hiện nay chúng ta cũng đã có những cái đơn hàng thương mại, nhưng điều đó là chúng ta chưa công bố, đúng không ạ? Chúng ta chưa công bố. Thế ở một cái góc độ khác thì chúng ta còn những cái công nghệ như là kính chịu lực, đấy, công nghệ kính chịu lực, rồi động cơ điện, rất là nhiều công nghệ phải không ạ? Và chúng ta hiện nay chúng ta đang sở hữu cổ phần Skyway, là chúng ta đang nắm giữ cổ phần của một loạt các cái công ty, 11 cái công ty, sau này chúng ta có thể là tách ra các cái công nghệ đấy, có thể tách ra thành các cái công ty con. Như vậy các bạn hình dung rằng là sở hữu cổ phần của một tập đoàn mà 11 cái công nghệ rất là tiềm năng, có thể là phát triển thành được những cái công ty con, thì các bạn thấy nào, các bạn thấy nó tiềm năng ở đó hay không, tiềm năng nó có lớn hay không, là như vậy, tiềm năng đem lại là không tưởng tượng được, đúng em Minh Nguyệt, rất là đúng. Chúng ta hình dung ra là cái tiềm năng của các công nghệ chúng ta mà chúng ta đang nắm giữ cổ phần của tập đoàn Skyway, là chúng ta đang nắm giữ cổ phần của 11 công ty, mà với mệnh giá của một công ty hiện nay chúng ta đang được sở hữu, đúng không ạ? Với mệnh giá rất là thấp thôi. Vì sao chúng ta hiện nay chúng ta đang sở hữu một cái mệnh giá thấp như vậy? Vì chúng ta đang trong cái giai đoạn đầu tiên, từ năm 2021 thì chúng ta bắt đầu là đang là giai đoạn thương mại. Chúng ta đang là cái giai đoạn đầu tiên của cả một ngành cơ sở hạ tầng về giao thông. Các bạn phải hình dung như thế. Với Skyway chúng ta nói một cái câu chuyện như thế này, chúng ta không phải là sở hữu một cái lĩnh vực nào đó, mà chúng ta đang sở hữu cả một ngành về hạ tầng giao thông. Trong đó nó có cái gì ạ? Hạ tầng giao thông thì nó rất là lớn. Nó có từ các cái phương tiện vận chuyển này,
nó có nhà ga, nó có cấu trúc dẫn đường, đúng không ạ? Cả một cái ngành hạ tầng mà. Nhà ga, cấu trúc dẫn đường và các cái phương tiện di chuyển từ chuyên chở hành khách cho đến chuyên chở hàng hóa. Giống như là chuyên chở hàng hóa, chúng ta có cái module đó, con Ulecom có thể là chuyên chở hàng hóa, vận tải container đấy ạ. Và tiềm năng của nó cũng rất là to lớn. Vận tải container nó đóng vai trò to lớn, tiềm năng nó trong cái vận logistics ấy, trong cái logic vận tải hàng hóa từ những cái khu vực khác đến những cái cảng biển chẳng hạn. Nó rất là lớn. Chuyên chở tốc độ nhanh và chi phí của những cái vận tải container thấp, chi phí thấp. Có 1 đô la, 1 đô la trên 100 tấn hàng hóa trên 1 km đường mà thôi, chi phí rất là thấp. Như vậy là các bạn thấy chi phí chở hàng hóa thấp, tốc độ nhanh và cái khả năng bốc rỡ ở trong các cái cảng nhanh, không đầy 65 giây có thể bốc rỡ xong, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Cảm ơn em An Zela Lie, hạnh phúc khi được biết đến Segway nhỉ? Đúng rồi, chúng ta rất là hạnh phúc khi biết đến công nghệ Segway. Và chúng ta hãy cùng mình, chúng ta hãy comment nếu các bạn thấy chúng ta may mắn khi biết đến công nghệ Segway, chúng ta sở hữu công nghệ Segway, thì các bạn có thể comment giúp mình là tôi thấy may mắn nắm giữ cổ phần Segway được không ạ? Để chúng ta cùng nhau tạo cho nhau những cái niềm tin và cái động lực lớn hơn. Và đó là những cái công nghệ của Segway là mình đã phân tích. Và quay trở lại cái vấn đề về môi trường, và trong cái mùa dịch này các bạn thấy rõ ràng là vai trò của con người, vai trò của chúng ta có những cái thay đổi, cái cách suy nghĩ, những cái ứng xử với môi trường nó hoàn toàn khác. Ứng xử với môi trường chúng ta hoàn toàn thay đổi cách suy nghĩ, là không phải là chúng ta đang phải là khai thác từ nguồn thiên nhiên, chúng ta bắt thiên nhiên phải phục vụ chúng ta, mà chúng ta hiện nay chúng ta thay đổi ứng xử với thiên nhiên là chúng ta phải cùng hòa đồng với thiên nhiên. Chúng ta đang lợi, nếu mà chúng ta không thay đổi là chúng ta đang lợi con cái chúng ta, cháu chắt chúng ta sau này, khi mà nguồn tài nguyên mãi tài nguyên sau này ấy, không có thể là gọi là vô tận được đúng không ạ? Nguồn tài nguyên thì nó có hạn thôi. Khi mà chúng ta khai thác tất cả các nguồn tài nguyên rồi mà chúng ta không nghĩ đến cái phương án bảo vệ thiên nhiên ấy, thì chắc chắn một ngày nào đó thì chúng ta sẽ không còn gì đúng không ạ? Em đang liễu, tôi thấy may mắn khi nắm giữ cổ phần Segway rồi. Các bạn có thể comment giúp mình là nếu các bạn thấy may mắn nắm giữ cổ phần Segway, thì các bạn có thể comment giúp mình tôi thấy may mắn khi tôi nắm giữ cổ phần Segway. Thì chúng ta thấy rằng là một cái công nghệ như Segway và cả một cái hệ sinh thái trong tập đoàn như vậy thì thực sự là may mắn. Và một cái câu chuyện tiếp theo mình xin thưa với tất cả quý cô chú anh chị và các bạn như này. Chúng ta thấy rằng là ở một cái bên kia, ở cái đất nước là bên Trung Đông, các nước Ả Rập Xê Út cũng như là Dubai hay là Sharia, người ta bây giờ đang có thay đổi tất cả các cái góc nhìn và thay đổi cái hướng phát triển về kinh tế. Hướng phát triển về kinh tế của họ, trước kia chúng ta nghĩ rằng là bên các đất nước Trung Đông ấy, khi nghe đến các đất nước Trung Đông như là Dubai, Abu Dhabi hay Sharjah hay là Ả Rập Xê Út, Ả Rập Saudi chẳng hạn, chúng ta thấy rằng là phát triển lên, kinh tế phát triển chủ yếu là nhờ vào nguồn gì ạ? Nguồn xuất khẩu dầu mỏ. Nhưng bây giờ người ta đã hoàn toàn thay đổi rồi. Người ta biết rằng là một ngày nào đó, một ngày nào đó các cái nguồn tài nguyên thiên nhiên như nguồn dầu mỏ thì dần dần cũng cạn kiệt. Chúng ta khai thác mãi thì cũng cạn kiệt đúng không ạ? Không có gì là mãi mãi cả. Khai thác ngày, khai thác đêm, rồi khai thác nhiều thì dần dần nó cũng hết. Như vậy họ đã thay đổi, họ đã có những cái tầm nhìn chiến lược trước, họ đã thay đổi về cái nền kinh tế của họ, chuyển từ nền kinh tế phụ thuộc vào dầu mỏ. Đấy, giống như là trong một cái phóng sự của VTV người ta cũng đã nói với cái nước là bên Sharia đấy, Sara đấy, chúng ta đang có cái công viên đổi mới công nghệ cao ở Sharia và Segway của chúng ta đang có mặt ở đó đấy ạ. Thì họ đã nói rằng là đang thay đổi nền kinh tế từ phụ thuộc vào dầu mỏ sang nền kinh tế trí thức, sang nền kinh tế công nghệ cao, áp dụng vào đó những cái công nghệ cao, công nghệ đổi mới, công nghệ đột phá về các lĩnh vực, từ lĩnh vực về giao thông, rồi đột phá về lĩnh vực về công nghệ internet, kể là 5G đúng không ạ? Các bạn thấy
Như vậy các nước người ta đã có những cái tầm nhìn trước, tầm nhìn xa, đó là thay đổi nền kinh tế từ phụ thuộc vào dầu mỏ sang nền kinh tế trí thức. Và Segway chúng ta, đó là một trong những công nghệ về giao thông thông minh đã được xây dựng tại khu trung tâm đổi mới công nghệ cao tại Sharjah. Và 28 ra, đó là cái con số mà được bên Sharjah UAE đấy, thuộc UAE đấy, cấp cho chúng ta để xây dựng khu trung tâm đổi mới công nghệ cao Segway đó. Đó là Segway Innovation Center, trung tâm đổi mới công nghệ cao Segway tại Sharjah. Như vậy là chúng ta được hậu thuẫn từ việc chính phủ của các quốc gia, những người đứng đầu chính phủ như chính phủ Dubai, chính phủ Sharjah, rồi các nước Ả Rập Xê Út đang có cái tham vọng xây dựng thành phố tuyến tính The Lyceum. Tất cả đều có mục đích hướng tới một cái công nghệ Segway chúng ta. Đó là cái tầm tiềm năng như vậy, tiềm năng rất là to lớn. Người ta đã thay thế các cái cách mà để thay đổi cái kinh tế của họ từ kinh tế phụ thuộc vào nguồn dầu mỏ sang kinh tế về trí thức. Và ở đâu có nguồn kinh tế trí thức, chắc chắn ở đó họ sẽ thu hút được những nhân tài, họ sẽ thu hút được những cái gì mà nó đi đầu, nó đổi mới, thì họ sẽ thu hút được rất là nhiều và các nguồn lực về đó, nguồn lực để phát triển kinh tế, rồi nguồn lực về phát triển con người. Họ sẽ ví dụ như khu trung tâm đổi mới công nghệ cao ở Sharjah, họ sẽ phát triển được cái khu công nghệ cao như vậy, họ sẽ đào tạo được cái nguồn nhân lực về con người ở trong các cái khu vực để phục vụ cho cái công nghệ cao. Ví dụ sẽ thành lập ra các cái trường đại học, đúng không ạ? Đại học để tất cả các cái quốc gia họ có người họ muốn tìm hiểu về công nghệ đó, họ đến đó họ học hỏi về công nghệ, họ mang về đất nước họ làm. Tiềm năng rất là to lớn như vậy. Vâng, các bạn nếu mà thấy các bạn thấy mà live stream của mình hay thì các bạn có thể là chia sẻ giúp mình live stream này lên các trang cá nhân hay là hội nhóm để chúng ta cùng nhau lan tỏa giá trị của Segway đến nhiều người hơn. Vâng, thì mình cũng đã nhìn thấy rất là nhiều các bạn vào theo dõi live stream rồi. Xin chào em Nguyễn Thương, xin chào Trần Văn Tuấn, xin chào Nguyễn Văn Quân. Vâng, các bạn có câu hỏi gì liên quan đến dự án Segway thì các bạn có thể đang băn khoăn, đang thắc mắc thì các bạn có thể đặt câu hỏi đây, thì mình sẽ giúp cho các bạn có những câu trả lời thỏa đáng nhất để làm sao các bạn thấy Segway nó là một cơ hội hoàn toàn là có thật, một cái cơ hội nó đang hiện hữu trước mắt chúng ta. Nó không phải là một cái cơ hội gì đó mà chúng ta thấy nó là xa xôi hay chúng ta không nắm bắt được, và bây giờ nó đang rõ ràng trước mắt chúng ta rồi. Các bạn có thể là giao lưu cùng mình, hãy đặt câu hỏi nếu các bạn còn đang băn khoăn. Chỉ khi nào chúng ta trả lời được các câu hỏi mà chúng ta còn đang thắc mắc, còn đang băn khoăn, thì lúc đó chúng ta mới đủ niềm tin, đủ tin tưởng vào các cái khoản đầu tư của mình. Lúc đó chúng ta mới đủ được cái gì mà chúng ta đang hướng tới, cái gì mà chúng ta mới đủ được những cái vững bước vững chắc hơn khi mà chúng ta đang sở hữu cổ phần Segway, hoặc là khi chúng ta đang đóng vai trò, đang là đối tác với tập đoàn, đang chia sẻ cơ hội Segway đến với nhiều người hơn. Thì chúng ta phải làm gì ạ? Chúng ta phải đủ niềm tin, đủ kiến thức, rồi đủ tất cả những cái yếu tố để chúng ta có thể phân tích được cho nhiều người biết, thấy rằng công nghệ Segway của chúng tôi, công nghệ Segway là một trong những công nghệ đang hiện hữu, đang có thật, đang từng ngày từng bước khẳng định vai trò của nó và đang dần dần trở thành hiện thực rồi, chứ không phải là trên những cái mô hình hay là như nhiều người vẫn tưởng tượng. Nhiều người nghĩ rằng là Segway hiện nay vẫn là mô hình 3D hay là đang là thí nghiệm, chưa đạt được cái điều kiện để thương mại. Nhưng xin thưa, đó là một cái trong những cái suy nghĩ không đúng ạ. Hiện nay Segway chúng ta đã được chứng nhận là 11 các cái mẫu tàu. 11 các mẫu tàu chúng ta có thể là thương mại được, chứ không phải là như các bạn suy nghĩ rằng, một số bạn suy nghĩ rằng là Segway nó chỉ đang ở cái mức độ mô hình, hay Segway nó đang ở mức độ là thử nghiệm. Nhưng từ năm 2021 chúng ta đã tuyên bố rằng chúng ta đã bước từ giai đoạn startup khởi nghiệp sang giai đoạn thương mại, và chúng ta có các đơn hàng, các hợp đồng rất lớn của các quốc gia người ta đã ký. Có đơn hàng ở với Dubai, có đơn hàng với Sharjah, có đơn hàng với Ả Rập Xê Út, có đơn hàng với Việt Nam và rất nhiều các quốc gia khác mong muốn mang công nghệ Segway về đất nước của họ để làm, để phát triển cái công nghệ Segway.
Đấy, các bạn thấy không ạ? Đây không phải là, chúng ta phải hiểu rằng là đây không còn là một vấn đề mà như ai đó nghĩ rằng công nghệ Segway chúng ta hiện nay mới đang dừng ở mức thử nghiệm hay mới đang dừng ở mức mô hình. Nhưng xin thưa, đó không phải. Chúng ta đã thương mại, chúng ta đã hoàn toàn đủ các cái chứng nhận về điều kiện để thương mại rồi. Chúng ta có đơn hàng rồi, chứ không còn câu chuyện là chúng ta đang mới là ở các cái mô hình mà thôi. Đó, các bạn phải phân biệt rằng là Segway không còn là một đơn vị khởi nghiệp và đang là một đơn vị đã kinh doanh. Đã thương mại là đã kinh doanh, có các đơn hàng. Vâng, thì một cái thông tin chắc hẳn quý vị và các bạn cũng đã biết rằng trong thời gian gần đây, gần đây thì chúng ta thấy càng ngày các chính trị gia của các nước, rồi gần đây nhất chúng ta thấy một vị chính trị gia của Peru. Đây là một người mà đã sáng lập ra thành phố Lima ở Peru. Đó là ngài Claudio Zola, ứng cử viên đang chuẩn bị tranh cử chức tổng thống Peru, đã ủng hộ mạnh mẽ cho công nghệ Segway chúng ta. Và cái demo cái dự án Segway ở thành phố Lima do ngài Claudio Zola đấy, chính trị gia người Peru ấy, đã cung cấp trên chính trang cá nhân của họ. Như vậy chúng ta thử hỏi rằng với một chính trị gia như ngài Claudio Zola, người ta còn quảng bá mạnh mẽ cho công nghệ Segway chúng ta, và với người đứng đầu Dubai, hoàng thân Dubai, quốc vương Dubai, rồi thái tử Dubai, rồi những người đứng đầu của chính phủ Sharia, người đứng đầu của chính phủ Ả Rập Xê Út, đúng không ạ? Người ta còn đang quảng bá mạnh mẽ cho công nghệ Segway chúng ta. Như vậy thử hỏi rằng chúng ta là các cổ đông của Segway, các đối tác của Segway, thì chúng ta có dám chia sẻ không ạ? Chắc chắn là chúng ta không ngại ngần gì mà chúng ta chia sẻ công nghệ Segway của người ta. Là chính trị gia như vậy, người ta còn quảng bá công nghệ chúng ta, thì huống hồ gì chúng ta không có lý do gì mà chúng ta không tự tin để chia sẻ công nghệ này đến nhiều người hơn, nhiều người biết về công nghệ Segway, chia sẻ công nghệ Segway đến nhiều người hơn. Đó là đang giúp chính chúng ta, giúp chính công ty chúng ta, tập đoàn của chúng ta phát triển mạnh mẽ hơn đấy ạ. Các bạn thấy thế không ạ? Vâng, xin chào anh Bo, xin chào em Thiện Miêu Hoàng, chào em. Xin chào em Hoa Dâu, xin chào Hoàng Viện. Vâng, xin chào anh Vi Đam Hoàng, rất là cảm ơn các bạn. Vâng, các bạn hãy cho mình một cái quan điểm. Nếu các bạn hãy cho mình một quan điểm. Bạn Trần Văn Tuấn, nay các ông lớn đều muốn mang công nghệ Segway tuyệt vời về đất nước họ. Các dự án thành phố thông minh như The Line, đúng rồi, The Line Leum. Tuyệt vời nhất là Dubai, rất là đúng. Cảm ơn bạn Trần Văn Tuấn. Xin chào em Thanh Trương, chào em. Vâng, xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đang đến với chương trình livestream của Ngọc Bình. Vâng, thì các bạn chắc các bạn cũng đã biết Bình rồi, đúng không ạ? Thì Bình cũng nói lại một chút, mà Bình là Nguyễn Ngọc Bình, các bạn là một cổ đông của tập đoàn Segway từ năm 2018, và Bình rất là vui được làm đối tác với tập đoàn, rất là vui được hợp tác với ngài chủ tịch tập đoàn, người vừa có tâm, có tầm, có tài, và cống hiến cả cái cuộc đời của mình vì công nghệ Segway. Nên một công nghệ mà được một người có tâm, có tầm, có tài như chủ tịch cống hiến cả cuộc đời vì công nghệ như vậy, và một công nghệ mà được các chính trị gia của các quốc gia như là Peru, rồi Dubai, Abu Dhabi, rồi Sharia, Ả Rập Xê Út, rồi rất là nhiều các quốc gia người ta đang quảng bá mạnh mẽ. Đặc biệt là vừa rồi chúng ta thấy video của ngài Claudio Zola, chính trị gia Peru, đang là ứng cử viên chuẩn bị tranh cử tổng thống Peru đấy, ủng hộ quảng bá mạnh mẽ cho công nghệ chúng ta. Vậy thử hỏi rằng xem với các bạn là cổ đông đang làm chương trình đối tác, thì các bạn ở đây không biết là có ai làm chương trình đối tác không ạ? Nếu ai đang làm chương trình đối tác với tập đoàn, các bạn hãy comment giúp mình số 6 được không ạ? Các bạn comment giúp mình số 6 nếu các bạn đang là đối tác, tức là đối tác phát triển để gọi vốn cho tập đoàn đấy. Chúng ta có cái cách là, một là chúng ta có thể là đầu tư góp vốn tài trợ cho công nghệ Segway cũng rất là tốt. Chúng ta sở hữu cổ phần thông qua hợp đồng vay chuyển đổi. Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai, chúng ta đang chia sẻ công nghệ Segway
với vai trò là đối tác với tập đoàn chia sẻ công nghệ. Thì các bạn có thể comment giúp mình số 6. Ai đang chia sẻ? Bạn Trần Văn Tuấn là đang là đối tác. Vâng, các bạn có thể là chúng ta đang là chia sẻ gọi vốn cho tập đoàn giống như Bình, thì các bạn comment giúp Bình số 6. Em Luyến Phan, cảm ơn anh đem đến những thông tin tuyệt vời. Cảm ơn em Luyến Phan. Em Đặng Liễu số 6. Quý là Mr. Bình không chỉ là nhà đầu tư mà còn là một leader có tâm, rất vui được cùng đồng hành với Skyway Capital. Vâng, anh William Hoàng ạ. Cái quỹ Skyway Capital ấy là cái quỹ nền tảng crowdfunding trước kia chúng ta là Skyway Capital. Nhưng khi mà chúng ta đã chuẩn bị bước sang thương mại, chúng ta mở rộng trên quy mô toàn cầu. Và các bạn nhớ rằng cái nền tảng crowdfunding ấy, Skyway Capital hiện nay chúng ta đã đổi thành Skyway Community. Bây giờ chúng ta là cả một cộng đồng Skyway trên toàn cầu. Nên chúng ta cố gắng là dùng là FTKC, đó là Skyway Community. Đó, cộng đồng Skyway trên toàn cầu để nó phù hợp với cái điều kiện phát triển hiện nay của tập đoàn, cũng như là cái quy mô, cái tầm vóc, cái chuyển mình của tập đoàn từ vấn đề là đang khởi nghiệp sang thương mại. Và chúng ta, nền tảng crowdfunding của chúng ta ấy, chúng ta được tài trợ góp vốn qua đó, đó là quỹ Skyway Community. Vâng, trước kia nó là Skyway Capital đấy ạ. Rất là đúng đấy anh William Hoàng, nhưng bây giờ chúng ta hãy gọi là Skyway Community, FTKC. Vâng, và đây trên Bình cũng đang đeo một cái logo FTKC, đó là rất là tự hào. Chúng ta là nhà tài trợ vốn, chúng ta là đối tác phát triển gọi vốn cho tập đoàn, chúng ta luôn luôn tự hào. Và mình cũng đã nhìn thấy comment của anh William Hoàng số 6, có nghĩa là cũng đang chia sẻ công nghệ Skyway. Chị Đặng Thanh cũng vậy ạ. Chị Đặng Thanh cũng số 6. Vâng, em chào chị Tuyết Mai. Rồi là bạn Thanh Trương số 6, bạn Huệ Hạ Huệ cũng số 6. Chị Tuyết Mai là rất là nhiều 6 luôn, có cả số 7, số 6 luôn, 676 luôn. Vâng, rất là đông ạ. Vâng, đúng anh William ạ. FTKC, Skyway Community. Xin chào anh Đại Tâm, xin chào. Vâng, bạn Đại Tâm cũng số 6. Bạn Văn Đức cũng số 6. Rồi, chúng ta đang comment số 6. Em Vũ Thị Nhàn cũng số 6, rất là tuyệt vời. Như vậy, xin chúc mừng tất cả anh chị em chúng ta, những người mà đang comment số 6 là chúng ta đang vừa là cổ đông của tập đoàn Skyway, cũng lại vừa là người chia sẻ công nghệ Skyway mang đến giá trị cho nhiều người, nắm giữ cổ phần là một cái công việc rất là nhân văn, rất là ý nghĩa. Và cũng khẳng định rằng là với những ai đang là đối tác của tập đoàn, chúng ta đúng là một người nói chung là rất là vững tin đấy, vững tin với tập đoàn, có niềm tin rất là lớn với tập đoàn, có một tìm hiểu rất là chắc chắn với tập đoàn, giúp tập đoàn đảm bảo những nguồn vốn. Nhưng chị như là chị Nguyễn Quế, như anh Bo, rất là nhiều số 6 đây. Vâng, thì chúng ta không có cái gì phải ngại ngần khi chúng ta đang được hợp tác với ngài chủ tịch để cùng chủ tịch đưa ý tưởng của ngài trên đưa ra trên phát triển trên quy mô toàn cầu, để sớm đưa cái công nghệ này vào thực tiễn để sử dụng, giúp cho con người đi trên những cái phương tiện như vậy tránh được những cái tai nạn giao thông, giúp cho cái bầu không khí, cái khí quyển trái đất của chúng ta trở nên trong lành hơn, giúp cho con cái chúng ta sau này được di chuyển trên những cái phương tiện an toàn hơn. Như vậy chúng ta rất là tự hào. Và các bạn không việc gì chúng ta phải e ngại. Bình tin chắc rằng là trong số chúng ta có những cái suy nghĩ rằng đâu đó chúng ta chưa thắng được những cái suy nghĩ của chúng ta. Đó là sợ, ra ngoài kia chúng ta sợ rằng là khi chúng ta nói chúng ta là cổ đông tập đoàn Skyway, chúng ta đang gọi vốn cho tập đoàn, chúng ta đang giúp tập đoàn phát triển, đang giúp cho chính công ty của chúng ta, thì mình thấy đâu đó rằng chúng ta chưa đủ niềm tin, chúng ta còn sợ là người này người kia chê cười chúng ta đang làm đa cấp, hay là chúng ta đang làm một cái gì đó nó không đúng. Bình nghĩ là như vậy, Bình nghĩ là như vậy. Sẽ có một số người sẽ còn đang chưa thắng được những cái suy nghĩ nhỏ trong đầu chúng ta như vậy. Nhưng chúng ta hãy đặt lại cho mình cái câu hỏi như này: tại sao công nghệ Skyway được các chính trị gia trên thế giới, rồi được các người đứng đầu của chính phủ như là Dubai hay là Sahara, rồi các cái quốc gia khác, rồi người đứng chính trị gia như Peru, người ta còn quảng bá mạnh mẽ cho công nghệ Skyway, thì chúng ta có phải ngại không ạ? Chúng ta không có gì phải ngại ngần. Và ngược lại,
chúng ta phải tự hào hơn. Chúng ta phải tự hào hơn nữa là chúng ta đang được nắm giữ cổ phần của một công nghệ mà sau này nó thay đổi. Nó thay đổi cái cuộc sống của mỗi con người chúng ta. Nếu chúng ta chưa nói về vấn đề thay đổi về kinh tế của chúng ta chưa nói, nhưng nó thế một giá trị nhân văn của dự án, nó là thay đổi cái cuộc sống của chúng ta, cái không khí, cái bầu khí quyển chúng ta trong lành hơn. Một dự án rất là nhân văn như vậy. Đúng rồi, có rất là nhiều đang còn cái tiếng nói nhỏ trong người, chúng ta chưa thắng được, chúng ta e ngại. Các bạn, khi mà các bạn theo dõi được livestream này, hoặc là các bạn hãy tìm hiểu thật kỹ về tập đoàn, các bạn hãy tìm hiểu về chủ tịch, một người đã trải qua rất là nhiều những cái thăng trầm, những cái biến cố trong cuộc đời, bảo vệ được, sở hữu được trí tuệ của ngài, đến giờ phút này sử dụng crowdfunding, huy động vốn cộng đồng để san sẻ cái sở hữu trí tuệ của ngài cho tất cả những người đang có số vốn nhỏ lẻ, số vốn ít ỏi có thể tham gia vào được, góp với sức mình, sức nhỏ bé một chút ít mình vào công nghệ Sway để giúp cho trái đất sau này nó trong lành hơn, một ý nghĩa nhân văn như vậy. Tại sao chúng ta không dám chia sẻ? Mình thì hỏi vậy, đúng không ạ? Hãy chiến thắng chính cái tiếng nói nhỏ trong con người bạn. Hãy chiến thắng. Nếu ai còn suy nghĩ rằng là làm Sway, chia sẻ The Way là một công việc nó không đúng, hay là một công việc nó thế này thế kia, hay là nó đa cấp, hay nó ABC, mà người kia tác động vào, người này tác động vào, các bạn lại nhụt chí, các bạn không chiến thắng được mình, thì chắc chắn rằng là các bạn sẽ bị thất bại. Và các bạn, khi mà các bạn đang chia sẻ, các bạn thấy được như vậy, thì các bạn hãy nhìn lại, thì tôi không có lý do gì mà tôi không chia sẻ một công nghệ hay như vậy. Công nghệ hay thì tôi chia sẻ, và tôi tự nguyện chia sẻ như vậy. Chính trị gia người ta còn chia sẻ cơ mà. Chính trị gia rồi các cái người đứng đầu của các chính phủ người ta còn quảng bá cơ mà. Thì huống gì chúng ta không dám quảng bá, đúng không ạ? Vâng, nếu ai thấy đúng thì comment giúp mình là đúng ạ. Vâng, đấy, đó là chúng ta thấy rằng một công nghệ nó phải tầm cỡ như nào, một công nghệ nó phải tuyệt vời ra làm sao, một công nghệ nó phải chất lượng như thế nào mà lại được nhiều các cái người lãnh đạo của các cái quốc gia, nhiều các chính phủ mong muốn tìm cái công nghệ về với đất nước của mình. Người ta liên tục đưa cái công nghệ này, quảng bá công nghệ này về, để mang về đất nước của họ. Như vậy chúng ta hãy cùng nhau, một chút sức mình thôi, một chút nhỏ bé của chúng ta thôi, mỗi người chúng ta góp sức một chút, chúng ta chia sẻ. Ví dụ chúng ta chia sẻ với một người là chúng ta đã giúp cho họ có được, nắm giữ được cái tài sản đã. Đầu tiên là giúp cho họ nắm giữ được tài sản, đó là cổ phần Sway. Thứ hai là chúng ta cũng giúp cho tập đoàn có được nguồn vốn. Thứ ba đó là chúng ta đã giúp một phần chung tay vào việc bảo vệ môi trường cho con cái chúng ta sau này, và cho chính bản thân của chúng ta trong cái tương lai gần thôi. Đấy, như chị Đăng Thanh này, hãy tự hào là cổ đông của tập đoàn công nghệ, đúng không ạ? Chúng ta rất là tự hào một là cổ đông của tập đoàn công nghệ trí tuệ, đúng không ạ? Rất là trí tuệ, hàm lượng khoa học, hàm lượng chất xám rất là cao. Vâng, đấy là cái câu chuyện mà chúng ta, nếu các bạn chia sẻ, các bạn hãy tự tin lên, các bạn hãy tự tin, không ngại ngùng, hãy tự tin. Nếu ai nói với bạn rằng là bạn đang chia sẻ đến họ là đa cấp, là lừa đảo, nếu mà người ta cố tình không hiểu thì các bạn có thể là bỏ qua, các bạn không cần phải băn khoăn một điều gì đó. Các bạn cứ tiếp tục chia sẻ với những ai cần thiết, những ai muốn đón nhận cơ hội thay đổi cuộc sống của mình. Các bạn hãy chia sẻ với những ai mà đang mong muốn thoát được cái cuộc sống khó khăn hiện tại của họ, và đang mong muốn tìm kiếm cho mình những cái nguồn thu nhập thụ động, mong muốn tìm kiếm cho mình những cái đòn bẩy về tài chính sau này nhờ nắm giữ cổ phần của doanh nghiệp trước IPO, thì các bạn chia sẻ, họ sẽ nắm bắt hay không, đó là việc của họ. Các bạn cứ chia sẻ, đúng không ạ? Hello em, Phạm Lam, cảm ơn em. Em Phạm Lam rất là một cổ đông cũng rất là tâm huyết với công nghệ Sway. Có những cái chương trình livestream rồi những cái buổi Zoom của Phạm Lam rất là hay, rất là đầy đủ các cái thông tin và phân tích sâu sắc, thấu đáo về công nghệ Sway chúng ta. Vâng, xin chào em Nguyễn Nhung. Vâng, thế quay trở lại câu chuyện là trong mùa dịch như thế này, chúng ta mới thấy rằng nếu chúng ta không có những cái thay đổi suy nghĩ của chúng ta, không có những cái hành vi thay đổi, những cái ứng xử với môi trường, thì chắc chắn là một ngày không xa, chúng ta thấy mùa dịch xảy ra thì chúng ta thấy rằng chúng ta phải nhìn nhận rằng môi trường đang bị ô nhiễm là do đâu, và chúng ta cần làm điều gì.
chúng ta cần chung tay điều gì. Hai nữa là về mặt kinh tế, dịch bệnh thấy rằng là thay đổi cái cách làm, cách suy nghĩ chúng ta trước kia nó đã ăn sâu vào nhiều người rằng chúng ta cứ phải là ra đường, chúng ta làm hùng hục, làm vất vả, làm cật lực chúng ta mới có những cái nguồn thu nhập. Nhưng điều đó hoàn toàn nó không phù hợp nữa, nó không đúng nữa. Tất cả các cái ngành nghề thì tất nhiên là đều được trân trọng, đều được tôn trọng. Nhưng chúng ta có một cái cách khác là chúng ta dành một chút cái đồng tiền của chúng ta, số vốn ít ỏi của chúng ta ấy, chúng ta dành được một số vốn nhỏ nhỏ ấy, chúng ta có thể chuyển dịch từ việc là lao động làm công ăn lương, chúng ta có thể dành một chút vốn, chúng ta chuyển sang góc độ là nhà đầu tư, chúng ta nắm giữ được cổ phần của doanh nghiệp tiềm năng thì chắc chắn là chúng ta sẽ tương lai gần, chúng ta sẽ thành công và chúng ta sẽ có những cái đòn bẩy kinh tế rất là lớn. Đấy là cái điều mà các bạn thấy là thay đổi. Và đâu phải là chúng ta nói bây giờ ấy, có cái chuyện là an toàn mới làm, tức là trước kia ấy, có là bây giờ thì nó thay đổi rồi, cái nguyên tắc nó thay đổi rồi, bây giờ người ta gọi là mạo hiểm mới là an toàn. Đấy, các bạn nghe thấy có thấy vậy không? Trước kia thì an toàn thì mới là an toàn đúng không? Có một cái công việc thu nhập ổn định, hàng tháng chúng ta lĩnh lương đều đều 5-7 triệu, 10 triệu, 15-20 triệu thì chúng ta gọi là an toàn. Hàng tháng chúng ta lĩnh lương như vậy an toàn rồi, nhiều cái vấn đề mà chúng ta gọi là an toàn trước kia chúng ta nói, nhưng hiện nay chúng ta nói là mạo hiểm mới là an toàn. Nguyên tắc đã thay đổi như vậy rồi, chúng ta phải thay đổi theo thôi, phù hợp với cái cuộc sống của con người chúng ta, phù hợp với nhu cầu hiện nay, rồi phù hợp với thời thế 4.0. Tại sao mà nói là mạo hiểm mới là an toàn? Bình thử lấy một ví dụ rằng là những cái người mà gọi là hàng tháng những cái đồng lương đấy, an toàn là an toàn đấy, mà dịch bệnh xảy ra, nếu các bạn bị mất việc làm thì các bạn còn an toàn hay không? Khi mà phải các cái, nếu mà các khu công nghiệp mà phải đóng cửa, những người lao động chân tay, người ta mất việc làm hoặc là hạn chế, không còn tăng ca, không còn thu nhập nữa thì liệu còn an toàn hay không? Rồi những cái ngành nghề kinh doanh truyền thống đã cạnh tranh rất là khó rồi, hàng ngày thương trường cạnh tranh rất là khó rồi, chúng ta lại không có những cái sản phẩm gì đột phá thay đổi thì chúng ta liệu có cạnh tranh được không? Và hiện nay chúng ta có cạnh tranh nổi với được những cái việc mà kinh doanh online lên ngôi hay không? Đó, kinh doanh online lên ngôi, áp dụng công nghệ vào việc kinh doanh thì người ta rất là thành công, người ta đã thay đổi rồi. Còn ai mà giữ mãi một cái tư duy, một cái thái độ cũ áp dụng vào bây giờ thì nó lại hoàn toàn không phù hợp. Chúng ta phải thay đổi, chúng ta phải thay đổi từ cách suy nghĩ, từ cách ứng xử với thiên nhiên, từ cách thay đổi cách suy nghĩ về công việc, thay đổi về cái tư duy chúng ta không phải là an toàn nữa rồi. Tất cả chúng ta đều có thể là không an toàn nếu mà chúng ta thấy an toàn trong cái việc mà hàng tháng chúng ta có đồng lương là không an toàn. Khi nó xảy ra dịch bệnh là chúng ta biết ngay, chúng ta thấy kết quả ngay. Và cái công việc của chúng ta có thể là tăng thu nhập từ đầu tư, chúng ta tích lũy và lâu dài chúng ta sẽ ổn. Chúng ta sẽ ổn. Đó là cái điều đầu tiên. Và chúng ta thay đổi cái cách kinh doanh chúng ta, đúng không ạ? Bạn Vũ Thị Nhàn, thời thế tại anh hùng, lúc lâm nguy dịch Covid thì cũng là lúc ra đời được các tỷ phú. Đúng rồi. Chúng ta phải thay đổi rất là nhiều. Rất là nhiều cái cách nhìn nhận, đánh giá. Khi mà một cái vấn đề xảy ra, chúng ta phải nhanh chóng thay đổi, thích nghi nó ngay. Vâng, đấy là cái câu chuyện mà chúng ta đánh giá rằng mùa dịch Covid nó ảnh hưởng, nó thay đổi cái suy nghĩ chúng ta như thế nào, nó thay đổi cuộc sống của chúng ta ra làm sao, nó thay đổi cái hành vi của chúng ta. Trước kia chúng ta mang lại cho chúng ta như thế nào, hiện nay hành vi tiêu dùng của con người cũng thay đổi rồi, hành vi chúng ta mà kinh doanh truyền thống nhiều khi rất là khó khăn rồi. Chúng ta phải áp dụng khoa học công nghệ 4.0, rồi chúng ta chuyển dịch dần từ làm công ăn lương trong cái góc phần tư thứ nhất, phần tư thứ hai, hoặc là chủ doanh nghiệp nhỏ đấy ạ, tự chúng ta kinh doanh đấy, chúng ta phải chuyển dịch sang là nhà đầu tư, đó mới có thể là giúp chúng ta ổn được. Vâng, đấy là cái câu chuyện đầu tiên mình muốn mang đến cho quý vị và các bạn. Đó, cái câu chuyện là về cái tư duy của chúng ta thay đổi trong mùa dịch ra làm sao. Và cái câu chuyện tiếp theo mình muốn chia sẻ như này. Hiện nay thì mình thấy là có nhiều các cái bạn có đặt những cái câu hỏi với Bình, không biết là các bạn có nghe hay không ạ. Thì có nhiều câu hỏi đặt với Bình như này: anh ơi, thì đầu tư vào Sway có rủi ro gì không? Đó,
Các bạn có hay nghe câu hỏi đúng không ạ? Có rủi ro gì không và rủi ro như thế nào? Thì các bạn không biết là các đối tác chia sẻ công nghệ Sway thì các bạn có nhận được cái câu hỏi giống như mình hay nhận được không? Đầu tư vào Sway có rủi ro hay không? Và nó rủi ro ra làm sao? Thì xin thưa với các bạn là tất cả mọi lĩnh vực chúng ta đều có rủi ro, và kể cả đầu tư vào bất kể một lĩnh vực gì khác. Đương nhiên Sway, đương nhiên chúng ta không thể nói là hoàn toàn chắc chắn 100%, chúng ta đều có rủi ro. Nhưng rủi ro ở đây là gì ạ? Khi mà chúng ta đánh giá được các thông tin thì chúng ta hạn chế được rủi ro đến mức thấp nhất. Tôi hỏi rằng là nếu các bạn hỏi là có rủi ro hay không thì cuộc sống của các bạn ấy, hàng ngày các bạn biết, mình chỉ ví dụ rằng là khi các bạn học 12 năm tốt nghiệp phổ thông, các bạn học đại học xong, liệu các bạn ra ngoài các bạn có xin được việc hay không? Đấy cũng là rủi ro đúng không ạ? Rồi các bạn kinh doanh, các bạn mở kinh doanh truyền thống đấy ạ, thì các bạn đang làm ăn phát triển, nhưng khi dịch bệnh đến, như dịch bệnh Covid xảy ra thì tất cả lại bị chậm lại, thậm chí là rất là khó kinh doanh, thì đấy cũng là một dạng rủi ro. Chúng ta xung quanh đều có những rủi ro, nhưng mà để tiên lượng, để tiên đoán trước rủi ro, hoặc là trong đầu tư cũng vậy, cũng đều có rủi ro, không ai là nói 100% được, cả về Sway cũng thế. Chúng ta không thể nói chắc chắn 100% điều gì xảy ra. Nhưng với Sway, nếu chúng ta tìm hiểu về thông tin, anh Bo là rủi ro lớn nhất chúng ta là không dám vượt qua được bản thân đúng không ạ? Đấy thì cái câu chuyện này đúng, đó là cũng là cái rủi ro rất là lớn. Chính là chúng ta không chiến thắng được cái tiếng nói nhỏ trong đầu chúng ta đấy ạ, không vượt qua được cái lỗi sợ hãi trong đầu chúng ta đấy. Cái sợ hãi nó kìm chế, nó kìm hãm sự phát triển chúng ta. Đấy thì đó là cái việc cũng là rủi ro. Nhưng với Sway thì khi mà chúng ta tìm hiểu là Sway có rủi ro hay không thì các bạn hãy tìm hiểu rằng là thật kỹ các cái thông tin như là về pháp lý, rồi về người đứng đầu, rồi về sản phẩm, rồi tất cả những cái nó minh bạch rõ ràng như vậy thì cái rủi ro đây nó là hạn chế thấp nhất. Đấy, mình cũng không nói là chắc chắn 100%, nhưng cái rủi ro hạn chế thấp nhất của chúng ta là như vậy. Nếu các bạn là hãy tìm hiểu phân tích về Sway, chúng ta biết về thông tin, am hiểu về dự án ta đầu tư, tìm hiểu thật kỹ lưỡng nguồn thông tin chuẩn nguồn, rồi đánh giá được tiềm năng sản phẩm, rồi rủi ro như thế nào, rồi cái quyền lợi ra làm sao, thì chắc chắn các bạn sẽ có những cái quyết định. Và Sway chúng ta ấy, thì chắc chắn là rủi ro thì nó rất là nhỏ rồi, nó không đáng kể so với trước kia chúng ta thấy. Và vì sao? Vì bây giờ tất cả nó rõ ràng rồi, chúng ta thấy rằng chúng ta đã có sản phẩm, chúng ta đã có sản phẩm thương mại, chúng ta cụ thể như vậy, các bước đi, các sự phát triển của tập đoàn đến giờ này rất là rõ. Trước kia khi mà nó còn ý tưởng thì rủi ro nó lớn hơn, nhưng mà song hành với cái việc là rủi ro lớn trước kia thì những ai mà với tầm nhìn của họ ấy, họ đầu tư trước kia ấy, thì họ lại được nhiều cổ phần hơn, thì họ đang gánh chịu rủi ro lớn hơn mà. Thì càng về sau cái rủi ro ấy, nó giảm xuống, rủi ro nó giảm xuống thì cái cổ phần của chúng ta thì đương nhiên là cái chiết khấu nó thấp đi, tức là cái giá trị cổ phần nó phải tăng lên như vậy. Đấy, nó phải đi song hành với nhau. Đấy, Ngô Cường thời buổi này cần bốn tiêu chí: gan dạ, thông minh, tầm nhìn, quyết đoán. Vâng, em cảm ơn anh Ngô Cường, rất là đúng ạ. Chúng ta phải có tầm nhìn đúng không ạ? Chúng ta phải đánh giá được sản phẩm chúng ta, dự án chúng ta muốn đầu tư ra làm sao, có tầm nhìn về tương lai, phải quyết đoán. Vâng, cảm ơn anh. Vâng, em chào chị Thanh Thảo. Đấy, như vậy hãy trả lời cho tất cả những ai có câu hỏi rằng là đầu tư vào Sway có rủi ro hay không, thì các bạn hãy hỏi lại rằng là theo bạn thì cuộc sống này hay là tất cả thì chúng ta có rủi ro gì hay không? Thậm chí là các bạn đi học đại học xong thì các bạn liệu có xin được việc làm hay không? Rất là cũng có rủi ro. Hoặc là cuộc sống của các bạn xung quanh, chúng ta không thể nào nói được không có rủi ro cả. Nhưng chúng ta đánh giá được cái mức độ rủi ro như thế nào, đấy mà điều quan trọng. Với Sway thì chúng ta đánh giá được cái mức độ rủi ro, chúng ta kiểm soát được cái mức độ đó. Đấy là cái điều quan trọng. Vâng, có đúng không ạ? Con tàu đã sản xuất ra, thực tế bây giờ chỉ là vấn đề thương mại nữa thôi, nên rủi ro đã giảm đi rất nhiều. Đúng rồi, bạn Oanh Ngọc nói rất chuẩn. Đấy, chúng ta đã thấy thực tế rồi, đã thương mại rồi, tất cả đã đi vào vận hành rồi, thì đương nhiên cái rủi ro rất là nhỏ thôi. Rủi ro ở đây mình vẫn phân tích rằng nó là vấn đề về thời gian. Đó là cái rủi ro lớn nhất chúng ta cần, đó là chúng ta phải chờ đợi. Đấy là cái rủi ro.
Còn rủi ro mất tiền hay không thì mình cũng đã phân tích rất là nhiều rồi. Đầu tư vào Sway chúng ta không mất tiền. Chúng ta đang là nhà tài trợ vốn. Chúng ta đang cho tập đoàn vay qua một cái hợp đồng vay chuyển đổi. Và mình cũng đã đăng trên Facebook của mình có cái bài báo đấy. Hợp đồng vay chuyển đổi thì nhà đầu tư có lợi, đúng không ạ? Nhà đầu tư nắm bằng chuôi. Đó là chúng ta tài trợ một cái nguồn vốn nhất định cho một ý tưởng để đưa ý tưởng đó ra thực tế. Thì chúng ta được đổi lại là chúng ta nắm giữ cổ phần trong đó. Và nếu mà chúng ta không muốn nắm giữ cổ phần, chúng ta chỉ là người cho vay thôi, thì chúng ta hoàn toàn có thể là lấy lại được cái gốc của chúng ta. Và chúng ta có thể là được nhận được những cái lợi nhuận mà giống như là chúng ta gửi ngân hàng đấy, gửi vào ngân hàng đấy. Đấy là cái điều chúng ta thấy là rủi ro với Sway thì gần như bằng không. Chúng ta không nói bằng không, vì nó còn xảy ra những cái yếu tố là bất khả kháng. Trong quá trình phát triển có nhiều những cái tác động bất khả kháng, nó tác động vào cái sự phát triển của tập đoàn. Giống như là dịch bệnh, đúng không ạ? Chúng ta chậm lại cái nguồn vốn chúng ta trong cái mùa dịch bệnh, như vậy là điều kiện bất khả kháng thì chúng ta không lường trước được. Đấy là cũng là một rủi ro. Những cái đánh giá cái rủi ro hầu như là không có. Vì sợ nhất là đầu tư vào một dự án mà chúng ta mất tiền. Chúng ta mất tiền, đó là cái rủi ro lớn nhất. Đã đầu tư là cái rủi ro lớn nhất là mất tiền, là chúng ta thấy là rủi ro lớn nhất. Như đầu tư vào Sway chúng ta không mất tiền, chúng ta đang tài trợ vốn qua một hợp đồng. Các bạn nhớ rằng qua một hợp đồng vay chuyển đổi. Và hợp đồng vay chuyển đổi này nó có lợi cho nhà đầu tư rất là nhiều. Nhà đầu tư nắm đằng chuôi. Khi mà chúng ta đóng vai trò là người cho vay thì chúng ta sau này chúng ta không muốn nắm giữ cổ phần nữa. Chúng ta không muốn là cổ đông. Chúng ta không ký nhận cái cổ phần đó, thì chúng ta hoàn toàn có thể yêu cầu sau 3 năm đấy, theo cái hợp đồng vay chuyển đổi ký kết với tập đoàn trong cái văn phòng cá nhân ấy. Mỗi các bạn mà khi mở tài khoản ra, các bạn ký ấy, các bạn mở gói đầu tư đấy, thì các bạn sẽ thấy rằng chúng ta ký một cái hợp đồng vay chuyển đổi. Và sau 3 năm nếu mà chúng ta mong muốn chúng ta không muốn nắm giữ cổ phần, chúng ta thấy cái sự phát triển của tập đoàn nó không đúng kỳ vọng của chúng ta, chúng ta hoàn toàn có thể yêu cầu chúng ta rút cái gốc của chúng ta về và chúng ta được hưởng lãi 4% một năm theo như kiểu tiền gửi ngân hàng thôi. Nên là chúng ta hoàn toàn có lợi, đúng không ạ? Chúng ta đang nắm đằng chuôi như vậy. Vâng, đấy là những cái phân tích trong cái buổi live stream ngày hôm nay. Và buổi live stream ngày nay thì Ngọc Bình cũng đã cung cấp cho quý cô chú anh chị và các bạn, các nhà đầu tư thân mến, chúng ta thấy rằng là những cái suy nghĩ của chúng ta trong dịch bệnh, đúng không ạ? Các công việc của chúng ta trong dịch bệnh, chúng ta cần nhìn nhận lại vấn đề, chúng ta đánh giá lại, chúng ta đánh giá lại được những cái vấn đề, đánh giá được cái suy nghĩ, cái tư duy chúng ta, đánh giá lại cái ứng xử của chúng ta đối với thiên nhiên. Đặc biệt trong dịch bệnh chúng ta đã nhìn thấy tất cả chúng ta, nếu mà những cái gì ngày xưa gọi là an toàn thì hiện nay có thể nó không thành an toàn nữa, mà mạo hiểm mới là an toàn. Chúng ta ở đây thấy rằng vì sao mạo hiểm mới an toàn, thì chúng ta thấy tất cả khi mà nó diễn ra chúng ta không lường trước được một điều gì đó, đúng không ạ? Dịch bệnh chúng ta không mong muốn nó xảy ra, nó gây tổn thất rất là lớn cho nền kinh tế, cho con người. Nhưng mà dịch bệnh này thấy rằng cho chúng ta một cái bài học rất là lớn, đó là bài học cảnh tỉnh về môi trường. Chúng ta đang phá hủy môi trường rất là lớn, nghiêm trọng, và hành vi chúng ta bây giờ phải thay đổi, phải thân thiện hơn với môi trường. Và chúng ta hãy cùng nhau đồng hành để lan tỏa giá trị của Sway đến với nhiều người hơn, để giúp cho tập đoàn có nhiều nguồn vốn hơn, nhanh hơn, để đưa công nghệ Sway sớm ra thương mại trên quy mô toàn cầu, để giúp cho chính cái ý nghĩa nhân văn của tập đoàn, đó là xây Sway giải cứu hành tinh. Và rủi ro với Sway là gì? Rủi ro với Sway chúng ta đánh giá rằng hiện nay nó chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Và mình vẫn thường nói rằng rủi ro thứ hai đó là chúng ta chưa nắm giữ một cổ phần của Sway nào đến thời gian này, thì điều đó cũng là một cái rủi ro cho các bạn. Nếu các bạn đang theo dõi live stream của mình và các bạn không phân tích, không nắm bắt cái cơ hội sở hữu cổ phần Sway, thì điều đó thực sự là đáng tiếc. Đấy là cũng là một dạng rủi ro. Vâng, thì đến nay thời lượng live stream nó cũng dài. Ngọc Bình xin kết thúc live stream ở đây. Một lần nữa là các bạn nếu mà thấy live stream Bình hay và ý nghĩa, thì các bạn hãy chia sẻ live stream này đến nhiều người hơn trên các hội nhóm trang cá nhân. Và các bạn không quên bấm theo dõi Bình trên trang cá nhân. Để các bạn bấm theo dõi thì mỗi lần Bình phát live stream, các bạn kịp thời để nắm bắt được các thông tin mà Bình chia sẻ. Và một lần nữa mình xin chúc tất cả quý cô chú anh chị và các bạn có một buổi tối thật là ngủ ngon bên gia đình.
và đón nhận được nhiều thông tin tốt đẹp từ dự án Skyway. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi livestream tiếp theo. Còn mình xin tạm biệt và chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye.